Anh sẽ hướng dẫn giải một số đề của đề thi của K57 mới thi vừa qua. Đề đầu tiên đấy là đề CQ281612 thi vào K1 ngày 28 tháng 1 năm 2016. Ở trong cái đề K1 này thì các câu nó rất là quen rồi. Câu 1 thì người ta cho một cái machana và cấp 4 x 4 như ở trên đây. Và một cái machan B là cấp 3 x 4. Thêm nữa người ta cho một cái cột machan C, machan cột C này. Và một cái machan cột X, nó là một cái machan nghiệm. Thì trong câu thứ nhất người ta hỏi chúng ta là chúng ta phải đi tính cái định thức của machan A. Và tiếp đó chúng ta phải đi tính cái định thức của machan A nhân A phẩy tất cả mũ 3. Ở câu 2 là đề bài yêu cầu là với giá trị nào của K thì A sẽ có machan nghịch đảo A mũ trừ 1. Và chúng ta phải đi tìm cái phần tử thuộc dòng 3 cột 2 của cái machan A mũ trừ 1. Ở trong ý 3 trong câu 1 thì chúng ta phải đi tìm cái phần tử thuộc dòng 3 cột 2 của cái machan 4A nhân B phẩy và nhân B. Ở câu 4 thì chúng ta cũng phải đi tìm một cái hệ nghiệm cơ bản của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất mà nhận machan B ở trên này nó là một machan hệ số. Hay nói cái khác là chúng ta phải đi tìm hệ nghiệm cơ bản của cái hệ phương trình Bx bằng 0. Trong câu 5 thì người ta xét một cái hệ phương trình tuyến tính mà viết dưới dạng machan có dạng là Ax mà bằng C, Ax này và A nhân X và bằng cái machan cột C này. Khi đó thì machan A thì nó sẽ là đóng vai trò nó là một cái machan hệ số của hệ phương trình và machan C nó làm hai machan hệ số tự do. Và người ta hỏi chúng ta đấy là với giá trị nào của K thì cái hệ Ax bằng C nó là một hệ Cramer. Và khi đó thì đề bài yêu cầu thêm là chúng ta phải đi tìm cái giá trị x1 x3, tức là trong cái thành phần của nghiệm thì sẽ có các cái giá trị x1 x3 thì chúng ta phải đi tìm các giá trị x1 x3 mà phải tìm theo quy tắc Cramer. Ở câu 6 thì chúng ta phải đi biện luận theo giá trị của K hạng của cái machan A. Tiếp tục là ở câu 7 thì chúng ta sẽ phải đi giải một cái phương trình machan có dạng đấy là A phẩy B phẩy nhân B và tất cả nhân cái Y, machan Y và bằng A. Và ở trong trường này chúng ta phải đi tìm cái machan Y để thỏa mãn ra được cái phương trình machan này. Ở trong câu 2 thì nó là một cái câu mà liên quan đến cái phần không gian vector. Người ta cho một cái tập hợp con trong cái không gian vector R3. Đấy là L thì nó là tập hợp tất cả các vector X có tọa độ là x1, x2, x3 và nó thỏa mãn điều kiện đấy là x1 mà cộng với cả 3x2 nó sẽ là bằng 4 lần x3. Và câu 1 trong ý 1 trong câu 2 này thì yêu cầu chúng ta chứng minh L nó là một không gian vector con của cái không gian vector R3. Thêm nữa ý 2 thì đề bài cũng yêu cầu chúng ta là tìm một cái cơ sở và cái số chiều của không gian vector con L. Câu 3 trong đề thi này nó là một câu khó. Và thực ra thì nếu mà để ý một chút thì câu 3 này thì nó cũng dễ chứ không hẳn là khó. Tuy nhiên thì cái cách cho thì có thể là nó hơi phức tạp một chút. Thì nếu mà các bạn để ý một chút là có thể giải được ngay. Đề bài cho cái A là một machan vuông cấp 5 và det của A tức là định thức của machan A thì nó bằng D. Và người ta gọi cái hệ vector của machan A dưới dạng cột đấy chính là A cột 1, A cột 2, A cột 3, A cột 4 và A cột 5. Thì với A sao nó là một cái machan phù hợp của A thì đề bài yêu cầu chúng ta là tính cái hệ thức đấy là A sao mà tính cái hệ thức A sao mà nhân với cả cái tổng của A cột 1 cộng A cột 3 và cộng A cột 4.